Hoài Linh có thể xem là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và được hâm mộ nhất Việt Nam từ nhiều năm qua. Và sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật miệt mài thì cuối cùng những công hiến của anh cũng đã được ghi nhận khi mà anh được đề nghị là xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Theo đó, danh hài Hoài Linh đã có tên trong danh sách 25 cá nhân đạt danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2015 do Ủy ban Nhân dân TP.HCM đề xuất. Đây là trường hợp đầu tiên một nghệ sĩ hải ngoại được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Hoài Linh cho biết là anh thực sự xúc động khi nhận được thông tin này và khẳng định đây là niềm vinh dự lớn cho một nghệ sĩ hải ngoại quay về quê hương. Mặc dù so với sự cống hiến của nhiều anh chị em nghệ sĩ khác, anh thấy mình còn mới mẻ, chưa nhiều thành tựu. Hoài Linh tên thật là Võ Nguyễn Hoài Linh, là một nghệ sĩ hài nổi tiếng tại Việt Nam. Hoài Linh đã đạt nhiều giải Mai Vàng tính từ năm 2006 đến nay. Đặc biệt, nghệ sĩ này hai lần đoạt cú đúp giải thưởng vào năm 2009 và 2011, một kỷ lục mà chưa nghệ sĩ nào đạt được.